cùng với anh. Anh bỏ tôi ra coi. Nè, anh ra coi. Anh làm gì vậy? Tôi chết cãi, tôi liên quan tới anh, anh cản tôi. Anh muốn chết hả? Tôi mới là người cần muốn nhảy xuống đây nè. Nè, nè, anh ơi. Đừng có giỡn, đừng có giỡn. Đừng có giỡn mà. Anh đưa ra đi. Từ từ, mình đánh. Vậy là anh cũng có ý định ra đây nhảy xuống đây hả? Phải rồi. Nói chung là cũng bước đường cùng rồi, tôi mới nghĩ tới cách này thôi. Tôi cũng có khá hơn anh được đâu. Tôi quen cô bộ 7 năm. Tôi thương cổ lắm. Tôi bỏ nhà đi, đi lên thành phố nè, đi làm kiếm tiền để về cưới cổ. Nhưng mà một lát nữa vô trong đó là phải mua thêm cho em một cái túi xách nè, với lại một đôi guốc nữa em mới chịu á. Được rồi, em muốn mua bao nhiêu anh cũng sẵn sàng hết á. Nè 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 Hân, chẳng phải giờ em đang dưới quê sao? Nè cậu, cậu là ai? Cậu làm cái gì mà cậu chặn đường tụi tôi vậy? Cậu muốn gì? Tôi là bồ của cổ đó. Ủa, sao không nói em chia tay rồi? Cái gì? Chia tay? Anh với em chia tay hồi nào á Hân? Ông đi ra coi. Hân à, em nhìn thẳng mặt anh nè, em nói đi. Anh với em chia tay hồi nào? Anh nhìn lại bản thân mình đi. Tôi tưởng á là anh lên Sài Gòn anh làm cái nghề gì á nó ngon lành dữ lắm. Ai ngờ anh là thằng shipper quèn. Đúng là không biết nhục. Ủa, shipper thì sao chứ? Mỗi tháng anh kiếm 20 triệu đủ lo cho anh và em mà. 20 triệu hả? 20 triệu của anh bự quá à. Không bằng á một bữa anh dắt tôi đi shopping nữa. Mà tôi nói cho anh nghe nè, bộ anh không biết tự nhìn lại bản thân mình hả? Nếu như mà sau này tôi cưới anh á thì cũng chỉ là vợ của một thằng shipper thôi à. Tôi lấy ảnh á thì bây giờ á tôi sẽ trở thành vợ của một tổng giám đốc, ngon lành hơn anh nhiều, đúng không? Bây giờ anh thông thoáng cái đầu anh ra rồi phải không? Vậy nha, đừng có làm phiền tới tôi nữa. Nè, chỉ vậy thôi á mà em bỏ anh. Tôi nói cho cậu biết nha, trong tình yêu không có phân biệt tuổi tác nghe chưa. Hai người quen nhau bao lâu rồi? Hỏi chi vậy? Ảnh hưởng gì tới anh hả? Kiếm cái người nào á phù hợp với cái đẳng cấp của mình mà quen, đừng có mơ mộng tới tôi nữa. Trời cao. Bảy năm thanh xuân của tôi đó, tôi thương cổ hết mực, tôi hết lòng hết dạ vì cổ. Tôi đi làm á, tôi dành dụm được 150 triệu. Tôi định về là mua chiếc nhẫn to to xíu, tôi cầu hôn cổ. Làm cái gì đó nó lãng mạn lắm. Rồi cuối năm cưới nhau, mà cô bỏ tôi theo một người đàn ông khác, không có cổ. Tôi sống không có nổi anh ơi. Thôi, đừng buồn nữa. Không có người yêu thì mình đâu có chết. Không có tiền mới là chết. Vô dụng. Có nhiều đó làm cũng không xong. Cái chuyện nhỏ xíu mà anh cũng không xử lý được thì anh làm cái gì được hả anh Cường? Lần này á, anh tự bỏ 2 tỷ tiền túi ra mà đền đi. Không có cái công ty nào cứ cô vợ cho anh mãi hoài được. Đúng là đồ vô dụng mà. Không phải vì vợ anh lo cho anh á thì anh đừng có hòng tôi nhận anh vào làm trong cái công ty này. Ủa chồng, anh về hồi nào mà em không nghe anh lên tiếng gì hết vậy? Anh mới làm gì vậy? Cái máy giặt ở nhà mình nó bị hư rồi, một xíu nữa anh rảnh anh vô anh coi giùm em nha. Thôi để cuối tuần đi, anh kêu thợ qua sửa cũng được.
Vậy á thì đồ dơ anh cứ chất đóng nó đi, để cuối tuần khi nào mà sửa máy giặt xong á rồi giặt. Mà thôi, tí nữa anh đi tắm á, anh sẵn tay anh giặt tay luôn đi, chứ để đồ dơ chất đóng như vậy khó chịu lắm. Thiệt tình bây giờ không biết đào ra đâu 2 tỷ. Nếu mà không có 2 tỷ nữa chừng là mình đi tù chứ không chơi đâu. Anh, bữa nay em thấy mệt quá à, một chút hai vợ chồng mình ra ngoài ăn nha, chứ em không có nấu nướng gì đâu. Suốt ngày á cứ ở trong nhà lo chuyện nhà cửa rồi bếp núc nữa, em thấy mệt quá à. Hay là mình thuê người giúp việc nha anh. Ừ, cứ thuê đi. Như mẹ cũng không được nữa, thuê người giúp việc lỡ người ta làm không có đúng ý mình, chưa kể á lỡ thuê gặp ngay người nào á mà người ta có lòng tham rồi tái máy tay chân nữa, lúc đó người ta ăn cắp đồ trong nhà lại khổ nữa. Thôi chắc em tự làm việc nhà cho nó xong. Nè, nãy giờ em nói chuyện với anh có nghe không vậy? Nếu như mà em nói chuyện mà anh khó chịu như vậy á thì nói một tiếng đi, em không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Không, không có gì đâu, tại hôm nay anh đi làm có một số việc á mà nó hơi bị căng thẳng. Có gì bữa khác mình nói chuyện đi. Cái gì? Căng thẳng hả? Căng thẳng chuyện ngoài cái gì nhà anh làm thái độ mệt mỏi vậy với em hay gì? Ý anh là sao? Ý anh ra ngoài anh làm mệt mỏi còn em suốt ngày ru rú trong nhà em không mệt hay gì? Chứ giờ em muốn sao? Hả? Em không thích thì em đi ra ngoài đi làm đi. Nè, ý anh là sao? Ý anh nói tôi ăn ở không ở nhà hay gì? Anh đừng có tưởng ra ngoài á đi làm kiếm 3 cọc 3 đồng về nhà rồi muốn nói gì nói nha. Nếu như mà nhắm ở với nhau không được á thì ly dị đi. Chứ sống với nhau mà không tôn trọng nhau như vậy á thì sống chi nữa. Thì ly dị đi, mệt quá. Được, anh muốn ly dị đúng không? Anh có gan á thì ly dị tôi đi. Nhưng mà nhớ, trước khi ly dị á anh trả hết tiền cho tôi đi. Cái số tiền mà tôi cho anh trả nợ chữa bệnh cho ba mẹ anh nè, số tiền mà anh báo suốt mấy năm qua do làm ăn thua lỗ đó. Còn nữa, còn cái tiền mà tôi phải chạy dạy khắp nơi dây mượn người ta cho anh làm ở công ty lớn đó, tính sơ sơ cũng hơn 2 tỷ. Anh trả hết cho tôi đi anh Cường. Hôm nay anh làm về không có vui, hiểu không? Anh hơi bị stress nên mới cư xử vậy thôi. Thôi ngồi xuống đây nè. Ngồi xuống. Nghe nói nè. Thôi thì nãy giờ anh có lỡ lời gì bỏ qua cho anh đi nha, không có ly dị gì hết. Anh xin lỗi mà. Lúc nãy anh nói hay lắm mà, anh mạnh miệng lắm mà. Sao không giỏi ly dị đi? Thứ đàn ông mà không có bản lĩnh như anh đó. Đàn ông gì mà suốt ngày ăn bám nhà vợ, bám giấy đàn bà như vậy đó. Anh thử đi, ly dị tôi ra ngoài, coi cái thân anh có làm cái chuyện gì ra hồn không. Tôi mệt rồi, kiếm gì ăn đi. Công nhận giờ anh gắt thiệt chứ. Hèn gì anh ra đây nhảy là phải rồi. Nghe anh kể xong á tôi hết dám lấy vợ luôn. Một người đã vì tiền mà chạy theo người khác thì mình cứ để họ đi đi nha, đừng có giữ lại thêm buồn thôi. Tại vì á sớm muộn gì cái người đó sau này anh lấy về họ cũng đi theo người khác à. Ừ, anh nói cũng đúng. Họ đã có ý định đó rồi thì trước sau gì họ cũng bỏ mình đi thôi. Đúng rồi, thà là mình rõ ràng ngay từ lúc đầu chứ đừng vì cái này cái nọ mà đến với nhau. Cuối cùng á, nhiều khi lấy nhau về sẽ trở thành một người chồng, nói chung là một người chồng hèn nhát như tôi bây giờ đó. Tôi thấy cuộc sống hôn nhân của anh khó khăn quá thì cứ giải thoát cho nhau đi. Còn cái chuyện tiền bạc á, từ từ giải quyết cho người ta được mà, chứ kéo dài như vậy hoài á sống không ổn đâu. Hơi
Nói với anh thì dễ quá. Nếu mình không hợp nhau thì ly dị là xong chứ gì. Nhưng mà vấn đề của tôi là tôi nợ tới mấy tỷ bạc lận đó. Tôi suy nghĩ cũng hết cách rồi, thành ra tôi mới đi ra đây thôi. Còn người còn của, nếu mà anh chết đi rồi, người gánh nợ cho anh á, chắc chắn là ba mẹ của anh rồi. Vợ anh á, thì dễ gì, đúng không? Nếu mà có chết á, thì cũng phải nghĩ cho người ở lại. Anh nói cũng đúng. Hả? Hả? Bây giờ anh có cần nhảy xuống đây không? Tôi nhường anh nhảy trước đó. Thôi, tôi nhường anh hết. Ủa? Tôi còn chưa có viết thư để lại mà anh viết thư để lại rồi nè. Đây. Thì bây giờ anh nhảy đi. Nhường anh đó, nhảy đi. Thôi anh nhảy trước đi, tôi nhường anh đó. Chứ không phải hồi nãy muốn nhảy hả? Hồi nãy anh cũng muốn nhảy mà không? Quỷ. Thôi, ráng lên nha. Sau này anh sẽ tìm được một người phụ nữ thương anh thật lòng mà. Còn anh nữa, cố gắng nha. Còn người còn của, rồi cũng sẽ vượt qua được thôi. Vậy.